Chắc cho ít củ rồi thì nó đông. Ít nhất là người già chậm nhất thì là nó đông. Tôi là người chơi nhất. Vâng, vâng, vâng. Già trước còn phải núp cơ của bà phạt. Mà mẹ đã ông bà ấy giao cho mình. Ra ngoài là đông đáy quan đấy. Hả? Thì hôm qua bắt đầu đi. Để chủ quan. Thì mới hôm giảm ăn bữa ngon rồi. Cắt thì nó phải chảy ông học. Chống rồi. Gà chân chống. Nó chảy chậm phát là đông ngay. Đúng rồi, nó phải chảy phun. Thì đánh chằng đánh chìm tất là 5 bát. Còn 5 bát đổ vào hộp kia vẫn còn bát nhân kêu qua vào lúc cháo hình như vẫn còn phủ. Cháo hình như vẫn còn phủ. Sáng ta ăn thì muộn. Mà được 11 bát thì tao gọi mày rồi. Mà đánh được mấy bát thì cũng không được ngon. Cạnh tiếp. Không phải đông nhưng mà nó nhiều nước quá. Nó còn một ít tiết thì đánh thành 5 bát không. Nó chỉ đông tí trên mặt thôi, còn dưới toàn nước. Tao bình thường lấy đất làm gì? Tâm cái này